Thargon là ngọn núi cao nhất tại lục địa Runeterra. Khá chắc nó cao như vậy là do bị tác động bởi các đấng quyền năng, vì ở đây có nguyên một dòng sông bị đóng băng nằm ngang. Nơi này là đường duy nhất để đi lên thượng giới, một cõi chỉ dành cho các chòm tinh vân, các thượng nhân và các sinh vật huyền thoại. Tuy vậy thì phần lớn cư dân Runeterra và những người ở chân núi không biết điều này. Họ chỉ coi đây như đỉnh núi vĩ đại để chinh phục. Thế nên hầu hết sẽ bỏ mạng khi cố leo núi, số cực ít chạm đến đỉnh và được thần thánh lựa chọn làm vật chứa. Hầu hết con người ở đây sống ở sườn núi và các vách đá. Họ phần lớn là nghệ nhân và chế tạo nhiều công cụ lạ. Người ta gọi họ là Rakor, bộ tộc cuối cùng tôn thờ mặt trời. Tuy vậy họ chia ra làm hai hướng tu chính, những kẻ đi theo mặt trời, Solari do Leona chỉ huy, và những kẻ đi theo mặt trăng, Lunari do Diana đứng đầu. Tất nhiên hai trường phái này đối đầu rất căng thẳng. Về phần đỉnh núi và thượng giới, đây là nơi cực kỳ phức tạp với những thực thể thần thánh không ai hiểu rõ, và đặc biệt là cả những con rồng rất có thể sẽ trở thành mối họa tương lai của Runeterra. Lưu ý là tôi đang không nói đến Aurelion Soil ở đây.